Kính thưa đoàn chủ tọa, kính thưa toàn thể các quý anh chị đồng nghiệp, sau đây em xin trình bày về bài dinh dưỡng cho người bệnh COPD. Em xin trình bày phần đầu tiên là phần đại cương. Như các anh chị đã biết là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viết tắt là COPD, là bệnh hô hấp mãn tính có thể phòng và điều trị được, và đặc trưng với cái triệu chứng hô hấp dai dẳng, giới hạn luồng khí và là hậu quả của những bất thường đường thở, có thể ảnh hưởng bởi các chất khói bụi độc hại và đặc biệt là thuốc lá. Các bệnh đồng mắt thì có, và các đợt kịch phát thì sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh. Tỷ lệ COPD toàn cầu của người trên 40 tuổi hiện nay là đang là 9-10% theo các nghiên cứu từ năm 2006-2007. Và COPD thì đang đứng là hàng thứ 3 là gây tử vong trên toàn thế giới theo WHO năm 2016. Tại Việt Nam thì COPD là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 4. Suy dinh dưỡng thì là tình trạng mất cân bằng năng lượng thực phẩm vào thì không đáp ứng đủ cái nhu cầu năng lượng cần thiết. Và hội chứng suy mòn do phổi thì là cái sự giảm các khối nạc trong cơ thể, là nguyên nhân chính gây ra các ca giảm các khối cơ, và đặc biệt đối với những bệnh nhân COPD. Thì có tới 25-40% bệnh nhân COPD có hội chứng suy mòn do phổi. Tình trạng giảm cân ở người bệnh COPD có tiên lượng xấu về nguy cơ tử vong. Và bệnh nhân COPD nặng có thể trạng gầy từ 2-4 năm, có FEV1 là nhỏ hơn 50%. Ở bệnh nhân đợt cấp COPD thở máy, theo nghiên cứu của Vũ Thị Thanh năm 2017 tại khoa hồi sức tích cực, thì bệnh nhân suy dinh dưỡng theo chỉ số BMI là 73,7%. Tuy nhiên, theo cái đánh giá của cái dinh dưỡng tổng thể thì có tới 96,6% bệnh nhân COPD có suy dinh dưỡng. Và bệnh nhân COPD thở máy xâm nhập thì có BMI nhỏ hơn 21, thì có thời gian thở máy lâu hơn, tỷ lệ tái đặt ống nội khí quản gấp 2 lần bệnh nhân có BMI ở mức lớn hơn 21. Là theo nghiên cứu của Ly Đông năm 2013. Thì chúng tôi sẽ làm rõ hơn về vấn đề là nguyên nhân vì sao bệnh nhân COPD lại có cái sự thiếu hụt về dinh dưỡng và gây đến tình trạng suy dinh dưỡng cao như vậy. Thì bệnh nhân COPD gặp những cái vấn đề như là khó thở, chán ăn thì sẽ giảm nguồn năng lượng được cung cấp. Và cái tình trạng viêm thì làm tăng cái phá hủy cái protein, và cái sự tăng công hô hấp thì sẽ làm tăng chuyển hóa, tăng nhu cầu sử dụng năng lượng. Tất cả những yếu tố trên làm bệnh nhân là nguy cơ, là những lý do làm cho bệnh nhân giảm cân, và hậu quả cuối cùng là tình trạng suy dinh dưỡng. Thì những biểu hiện của bệnh nhân suy dinh dưỡng ở bệnh nhân COPD thì thường là có giảm cân nhanh, phần cơ bắp lỏng lẻo, nhũn không còn săn chắc, da thì trở lên khô mỏng và xanh xao. Thì cái vấn đề da ấy thì thường là rất là thường gặp ở những bệnh nhân COPD lâu ngày, và đặc biệt đối với điều dưỡng khi chăm sóc những bệnh nhân này thì cần phải rất là chú ý đối với cái chăm sóc đường truyền. Khi mà rút truyền cho bệnh nhân, tháo băng dính ấy, thì rất là nhiều trường hợp chúng tôi đã gặp là bệnh nhân bị bung cả một mảng da vì là cái tổ chức dưới da rất là mỏng. Và cái sự chăm sóc của những bệnh nhân vừa suy kiệt vừa suy dinh dưỡng như thế thì khi mà có những vết thương thì cũng rất là khó lành và rất là khó khăn trong việc điều trị. Bên cạnh đó thì bệnh nhân có thể có tinh thần mệt mỏi, khó tập trung hoặc chảy máu chân răng, hoặc là các làm tăng các cơn khó thở hoặc là các đợt cấp. Thì đây là một số cái hình ảnh của bệnh nhân COPD mà có kèm theo suy dinh dưỡng. Chúng ta có thể nhìn thấy là các khối cơ hầu như không còn, chỉ còn lại các tổ chức da và xương. Tôi xin trình bày qua về cái vai trò của chế độ ăn giàu lipid bệnh nhân COPD. Vậy tại sao bệnh nhân COPD lại cần có chế độ ăn giàu lipid? Thì lipid thì đóng vai trò là cung cấp đậm độ năng lượng cao, giúp cho tăng cân cho bệnh nhân COPD có suy dinh dưỡng. Lipid cũng giúp giảm cái sự căng dạ dày khi ăn. Và thể tích cái các chất khí sau khi ăn là RQ được tính bằng tử số giữa cái thể tích COI thở ra và thể tích oxy hít vào. Thì theo các nghiên cứu thì chất béo sau khi ăn thì có cái nồng độ COI là thấp nhất, và cao nhất là chính là nhóm carbon hydrate, chính là nhóm bột đường. Thì chính vì vậy mà họ cũng chỉ ra rằng là đối với carbon hydrate thì sẽ có RQ bằng 1, protein có RQ bằng 0,8 và chế độ ăn hỗn hợp thì có RQ bằng 0,87. Tự nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc can thiệp dinh dưỡng đối với nhân COPD, và can thiệp dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đối với những bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính lâu năm, giúp cho bệnh nhân có thể giảm được cái nguy cơ mắc đợt cấp nếu mà can thiệp dinh dưỡng kịp thời và hiệu quả, qua đó giảm tỷ lệ tử vong cũng như là cái chi phí điều trị.
Tôi xin trình bày về cái giới thiệu về cái mô hình các bước đang can thiệp dinh dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai hiện nay. Đây là cái sơ đồ quy trình can thiệp. Thì tất cả các bệnh nhân vào viện thì đều được sàng lọc. Nếu như bệnh nhân không có nguy cơ thì sau một tuần thì chúng tôi sẽ đánh giá lại. Và nếu bệnh nhân bình thường thì sẽ vẫn thuộc vào cái nhóm không có nguy cơ và sẽ được đánh giá sau mỗi 7 ngày. Đối với trường hợp bệnh nhân có giảm cân thì chúng tôi sẽ đánh giá để tìm các yếu tố nguy cơ. Và sau khi đã tìm được các yếu tố nguy cơ đó, chúng tôi sẽ có những bước can thiệp phù hợp. Và sau mỗi 7 ngày chúng tôi đều đánh giá lại để xem là cái can thiệp dinh dưỡng đấy đã phù hợp hay chưa. Đến khi mà bệnh nhân không còn nguy cơ. Tôi xin trình bày chi tiết về cái đánh giá sàng lọc dinh dưỡng. Và hiện nay thì từ các cái nguồn tham khảo như là các chỉ số BMI, rồi là các bảng công cụ đánh giá MNA hoặc là SGA, là các cái công cụ đánh giá trên thế giới, thì bệnh chuyên khoa dinh dưỡng Bệnh viện Bạch Mai đã tổng hợp tạo lên một cái công cụ riêng gọi là BBS, Bạch Mai Boston Tool, để đánh giá cho toàn thể các bệnh nhân ở trong bệnh viện. Và người bệnh thì thường được đánh giá ngay khi nhập viện. Sau khi bệnh nhân được đánh giá chiều cao cân nặng, rồi là đánh giá sàng lọc dinh dưỡng để xác định được bệnh nhân có suy dinh dưỡng, có nguy cơ suy dinh dưỡng hay không, thì bác sĩ sẽ dựa vào cái thông tin đã có và đưa ra các cái chế độ dinh dưỡng phù hợp. Đối với trường hợp bệnh nhân suy dưỡng nặng kèm theo các bệnh lý phối hợp thì chúng tôi sẽ mời hội chẩn chuyên khoa dinh dưỡng. Và sau đó thì chúng tôi cũng sẽ đánh giá lại để xem hiệu quả của can thiệp dinh dưỡng đến đâu. Đây là cái bảng mà đánh giá dinh dưỡng hiện nay chúng tôi đang sử dụng ở tại trung tâm hô hấp cũng như là toàn thể các cái khoa phòng khác trong bệnh viện. Thì bệnh viện bệnh nhân vào viện thì sẽ được hỏi các cái thông tin cá nhân, rồi là được cân đo ở mỗi cái bàn tiếp đón. Chúng tôi đều trang bị cân và cái bảng chiều cao. Và sau đấy thì có một cái bộ câu hỏi là đánh giá xem bệnh nhân có giảm cân trong vòng 6 tháng gần đây không, có ăn uống có bị giảm trong vòng 3 tháng gần đây không. Và điều dưỡng đó sẽ phải ký tên. Mục đích ký tên đây là để đánh giá xem được là điều dưỡng có thực hiện chính xác hoặc là có đánh giá chính xác được cân nặng bệnh nhân hay không. Sau đấy thì bác sĩ sẽ có cái bước đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng tiếp theo, là đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ suy dinh dưỡng, tức là có giảm BMI, có giảm cân trong vòng 6 tháng hoặc là có giảm ăn trong vòng 3 tháng, thì bác sĩ sẽ tiếp tục đánh giá những cái tiếp theo về chi tiết hơn. Ví dụ là bệnh nhân ăn đường miệng thì ăn bình thường hay là ăn nhỏ hơn 50% hay là không ăn được, thì sẽ tương ứng với cái mức điểm là 0, 1 và 2. Bệnh nhân BMI thì ví dụ lớn hơn 18,5 là ở mức bình thường so với người châu Á thì sẽ đánh giá là mức bình thường, hoặc là suy dinh dưỡng nhẹ đến vừa thì sẽ là ứng với thang điểm thứ 2, tương tự như là giảm cân. Thì từ những cái thang điểm như thế này thì bệnh nhân sẽ được kết luận là bệnh nhân có bình thường, nguy cơ suy dinh dưỡng hay là đang có suy dinh dưỡng. Bước tiếp theo là chúng tôi sẽ đánh giá được nhu cầu của người bệnh, là xác định nhu cầu năng lượng và các chất sinh năng lượng. Đối với người bình thường thì mỗi ngày sẽ có tiêu tốn khoảng 35 kcal trên 1 kg cân nặng, tương đương với 1.500 đến 2.000 kcal trên ngày. Thì đối với những bệnh nhân COPD thì cái mức năng lượng bệnh nhân khi nghỉ ngơi là mức sinh năng lượng của bệnh nhân, mức nhu cầu sử dụng năng lượng là đã cao hơn người bình thường. Thế chính vì vậy mà đối với những bệnh nhân mà đang có suy hô hấp thì thông thường bác sĩ có thể tăng cái mức nhu cầu năng lượng lên 2.500 kcal để đảm bảo bệnh nhân không giảm cân mà thậm chí có thể tăng cân. Đảm bảo nhu cầu nước, điện giải, vitamin và khoáng chất cũng là hết sức quan trọng. Và tiếp theo chúng tôi sẽ đánh giá được xác định được cái nguồn nuôi dưỡng. Ví dụ là bệnh nhân có thể ăn đường miệng hay không. Đường miệng là cái đường mà cũng rất là an toàn và hấp thụ bệnh nhân cũng hấp thụ rất tốt, rất có ít biến chứng so với những đường khác. Tuy nhiên khi mà đường miệng dinh dưỡng không đủ đáp ứng là nhỏ hơn 70% so với nhu cầu cần thiết trong lớn hơn hoặc bằng 7 ngày thì có thể dinh dưỡng qua đường ruột. Thậm chí nếu như mà đường ruột, đường tiêu hóa của bệnh nhân không hoạt động được thì chúng tôi sẽ nuôi ăn đường tĩnh mạch. Xác định cái dạng chế biến là bệnh nhân ở đây chúng tôi xác định là bệnh nhân có thể ăn được chế độ ăn như thế nào, dạng lỏng hay là dạng mềm, hay là có thể ăn được dạng hỗn hợp cả cơm, phở, cháo, hoặc là đối với bệnh nhân mà đặt sông dạ dày thì có thể là chế độ ăn súp. Súp thì người ta sẽ tính được là nồng độ năng lượng rất là chính xác để đưa vào cho bệnh nhân.
Và bệnh nhân COPD thì nên có bệnh chế độ ăn là chia nhỏ, vì thực tế là bệnh nhân cũng không ăn được nhiều, vì là khó thở rồi là thở máy thì sẽ rất là đầy hơi. Thế chính vì thế nên chúng tôi sẽ chia nhỏ bữa ăn và giải thích cái chế độ ăn phù hợp, từ đó giải thích chế độ ăn phù hợp cho bệnh nhân. Như chúng ta đã biết là hiện nay thì các chế độ ăn là hoàn toàn bảo hiểm y tế chưa, không chi trả. Thế chính vì thế là khi mà bác sĩ chỉ định ăn cho bệnh nhân thì cũng có cái bước giải thích để khi mà bệnh nhân được sử dụng thì khi thanh toán ra viện thì không gặp phải cái bất cứ các cái vấn đề khó khăn nào. Đối với trường hợp mà bệnh nhân có suy dưỡng nặng hoặc là kèm theo các bệnh lý phối hợp thì chúng tôi sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng đến tận giường và đánh giá trên bệnh nhân và đưa ra chỉ định cái chế độ ăn phù hợp. Sau khi can thiệp chỉ định cho bệnh nhân ăn xong thì chúng tôi có cái bước theo dõi đánh giá như chế độ ăn hàng ngày. Thế vậy cái bước này thì điều dưỡng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Chúng tôi đánh giá bệnh nhân xem bệnh nhân có ăn được không, chất lượng các bữa ăn, ví dụ nhìn cảm quan cái suất ăn của bệnh nhân có đầy đủ chất dinh dưỡng hay không, có mùi lạ hay không, rồi là có có những cái vấn đề bất thường gì hay không là chúng tôi đều kiểm tra. Hoặc là khi bệnh nhân ăn thì chúng tôi hỏi xem bệnh nhân ăn có hết suất không, ví dụ 50% hay 70%, hoặc là ăn xong bác có thêm, cần ăn thêm cái gì không để bổ sung vào, hoặc là bệnh nhân ăn thì có biến chứng gì không, ví dụ như đi ngoài hoặc là ợ hơi, đầy hơi, hoặc là bệnh nhân có khi mà được nuôi ăn đường tĩnh mạch thì có phản ứng với dịch truyền gì không. Và bước cuối cùng sẽ là bước đánh giá lại. Người bệnh ở tại Bệnh viện Bạch Mai thì đều được cân lại sau 7 ngày. Thì chúng tôi đã trang bị cân cho tất cả các cái nhóm chăm sóc để đảm bảo được bệnh nhân được cân đo đầy đủ. Và tôi xin giới thiệu thêm là ở Bệnh viện Bạch Mai hiện nay thì đang nó có cái mạng lưới dinh dưỡng do cái chuyên khoa dinh dưỡng là đóng vai trò quan trọng trong cái vấn đề tư vấn dinh dưỡng cho các bác sĩ và điều dưỡng ở tại các khoa phòng. Đây là những cái buổi tập huấn dinh dưỡng, chúng tôi được tập huấn dinh dưỡng rất là thường xuyên. Các anh chị đến tận các khoa phòng và hướng dẫn cho cả bác sĩ và điều dưỡng cách đánh giá công cụ như thế nào, cách can thiệp như thế nào. Còn đối với trường hợp mà khó thì vẫn có thể mời các cái hội chẩn của các chuyên khoa dinh dưỡng. Và chúng tôi có hình thành những cái mạng lưới đối với những các khoa phòng thì sẽ thường là có 2 đến 3 nhân viên là nằm trong mạng lưới của toàn bệnh viện. Chúng tôi thường xuyên là được đi tập huấn để nắm rõ hơn các cái kiến thức về dinh dưỡng của bệnh. Sau đó thì sẽ truyền truyền thông lại cho người nhà và người bệnh thông qua các cái buổi truyền thông như thế này. Tôi xin giới thiệu qua một chút về điều dưỡng thì vai trò rất là quan trọng trong vấn đề là tư vấn cho bệnh nhân. Thế tuy nhiên thì nhiều người thì vẫn rất là tư vấn chung chung. Bệnh nhân thì người ta có rất là nhiều nhu cầu. Người ta hỏi là tôi ăn những cái gì, ăn như thế nào, kilocalo thì thực ra là đối với người dân bình thường người ta không thể nào mà tính chính xác được là bao nhiêu kilocalo. Nên thường là chúng tôi đã xin được các cái tài liệu của chuyên khoa dinh dưỡng và đưa về hình ảnh và để cho dễ nhớ. Thì cũng không cần phải tính nhiều, chúng tôi đưa ra những cái hình ảnh như thế này để hướng dẫn cho bệnh nhân. Đối với nhóm quả chín thì một đơn vị chuyển đổi, tôi xin giới thiệu qua về đơn vị chuyển đổi. Một đơn vị chuyển đổi thì bằng 10g glucid cộng 1g protein và tương đương với cả 45 kilocalo. Đối với cả nhóm quả chín thì một đơn vị chuyển đổi sẽ tương đương với khoảng hơn 10 quả nhãn. Rồi là dứa thì sẽ là bằng tương đương với khoảng 3 cái miếng dứa như thế này. Rồi dưa hấu, thanh long thì bằng 1/4 quả. Rồi là nhóm quả khô. Đối với nhóm quả khô thì các anh chị chú ý khi mà hướng dẫn cho bệnh nhân thì nhóm quả khô có hàm lượng đường rất là cao, cao hơn cái nhóm quả tươi rất nhiều. Thế đối với cả nhóm quả khô, ví dụ như là quả táo thì chỉ cần 2 quả đã là bằng 100 kilocalo rồi. Là hàm lượng đường rất cao ạ. Rồi là các cái loại quả khác. Thì cái vai trò của dinh dưỡng vitamin ở đây là đặc biệt quan trọng, tôi đã trình bày ở trên. Thế tuy nhiên là ăn như thế nào mới là đảm bảo được là mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Không phải ăn một lúc nhiều là tốt, mà phải đảm bảo các bữa ăn đa dạng, rồi là đảm bảo được cái số lượng ăn vào là không vượt quá
cái dinh dưỡng, đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà có bệnh lý phối hợp, ví dụ như COPD kèm theo đái tháo đường hoặc là kèm theo các bệnh lý về tim mạch. Thì theo cái quan niệm truyền thống của người Việt Nam hiện nay thì cam thì là ăn nhiều cam thì sẽ là nhanh khỏi bệnh. Thế tuy nhiên là các chuyên gia dinh dưỡng đã tính ra rồi là một cốc nước cam thì cần đến 4 quả cam. Mà cam lại là trong nhóm các cái nhóm mà carbon hydrate, là cái nhóm mà sinh CO2. Thì đối với những bệnh nhân mà COPD thì đặc biệt là hướng dẫn bệnh nhân là không nên ăn quá nhiều cam như thế này. Người ta có, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp là bệnh nhân người ta uống, tức là người nhà chăm bệnh nhân cho bệnh nhân uống 2 cốc nước cam một ngày. Thế hỏi ra thì là vắt ra đến 8 quả cam một ngày. Thì là như thế là không đảm bảo. Tức là sẽ làm tăng cái nguy cơ khó thở của một người bệnh lên. Rồi tương đương các loại quả khác. Và giảm thức ăn chứa nhiều đường. Thế bệnh nhân COPD thì thường là có rất nhiều các cái biến chứng, các bệnh khác, ví dụ như là suy tim, rồi là đái tháo đường là do sử dụng các loại thuốc rối loạn chuyển hóa. Thì đái tháo đường cũng là thường gặp trong COPD, vì vậy mà thế tuy nhiên đái tháo đường và COPD lại có một điểm chung, đấy là đều hạn chế các cái gốc carbon hydrate, là nhóm bột đường. Thế khi mà hướng dẫn tư vấn cho bệnh nhân thì lại có điểm chung, thì chính vì thế mà chúng tôi vẫn tư vấn là bệnh nhân phải ăn giảm các thức ăn chứa nhiều đường. Việc lựa chọn chất béo như thế nào cũng là quan trọng, là bệnh nhân nên ăn những cái dầu, loại dầu về các loại hạt, chứ tránh không sử dụng nhiều dầu mỡ, mỡ động vật. Omega 3 và cái omega 6 là được các nghiên cứu chỉ ra là có vai trò chống viêm mạnh. Và bệnh nhân thì nên được ăn, theo như các chuyên khoa dinh dưỡng người ta vẫn đang là trong chế độ ăn bệnh lý. Đối với bệnh nhân thì các bác sĩ sẽ chỉ định là 9 gram trên một ngày trong vòng 8 tuần. Và các loại protein thì các bác sĩ cũng, chuyên gia dinh dưỡng người ta cũng đã cân chính xác được là bao nhiêu. Ví dụ như là thịt lợn nạc sống 35 gram thì tương đương với cả một đơn vị chuyển đổi. Một bìa đậu thì sẽ tương đương với một đơn vị chuyển đổi. Hoặc là 3 con tôm hoặc là một quả trứng. Vai trò của acid amin thì cũng rất là quan trọng. Theo các nghiên cứu thì vitamin A là cải thiện thể tích thở ra gắng sức trong một giây và dung tích sống gắng sức lên đến hơn 20%. Và vitamin C thì cũng làm chức năng miễn dịch, chống oxy hóa. Nên là việc bổ sung các nhóm rau ở đây bác sĩ ở chuyên khoa dinh dưỡng của chúng tôi cũng đã tính ra là ví dụ như là sống được 200 g thì khi mà chín thì chỉ còn 150 g. Một cái bát nhỏ như này. Việc hạn chế muối thì đặc biệt quan trọng để tránh gây giữ nước trong phổi và tránh gây tăng huyết áp cho bệnh nhân. Thì đối với bệnh nhân COPD thì chỉ nên được cung cấp 2-3 g muối trên một ngày hoặc 10-15 ml nước mắm, tương đương với cả 1/2 thìa cà phê. Các thực phẩm cần tránh đối với bệnh nhân COPD thì thực phẩm sinh hơi như là táo, lê, dưa hấu, tỏi tây, hành tây, ớt, vân vân, và các đồ uống có ga. Rượu mạnh gây ức chế hô hấp là cũng nên tránh. Cà phê và trà thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của các thuốc điều trị. Đường kính và mật ong, tất nhiên là vì đường kính mật ong là có cái hàm lượng đường rất cao ạ. Nhiều bệnh nhân người ta hỏi chúng tôi là thế ăn gà này, ăn KFC thì có chứa rất nhiều năng lượng bằng những 24 phút chạy bộ hoặc là 28 phút đi xe đạp. Thế chúng tôi có nên ăn để cung cấp cho bệnh nhân để bệnh nhân tăng cân hay không? Thì câu trả lời là không. Tại vì sao? Vì là những cái thức ăn này thì chứa rất nhiều các chất béo no, các cái sản phẩm của tồn dư của công nghiệp, nên là rất là có hại đối với các bệnh mạch vành. Tôi xin chia sẻ một số các thực đơn mẫu của chúng tôi đang cung cấp cho bệnh nhân hiện nay. Đối với cái nguồn năng lượng hiện nay khoảng 1.800 kcal. Thì có cái chế độ ăn từ 6 giờ sáng đến 21 giờ đảm bảo đủ 4 bữa cho bệnh nhân. Ví dụ bánh mì thịt cung cấp 460 kcal, bánh cuốn thì 600. Từ những cái thực đơn mà đã được xây dựng như thế này thì rất là dễ dàng cho nhân viên y tế có thể tính được là cái năng lượng đưa vào cho bệnh nhân là bao nhiêu. Trên đây là toàn bộ bài trình bày của tôi. Cảm ơn các sự chú ý lắng nghe của đoàn chủ tọa và các anh chị đồng nghiệp.